場出嚟咁樣，都俾黃公子好心啦，咁我會送佢。và trước thềm năm mới thì chúng tôi xin chân thành kính chúc tất cả quý vị và gia đình thật nhiều hạnh phúc, an lạc và sự như ý trong năm Mậu Tuất. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay quý vị rất là phong phú, rất là đáng để. Thưa quý vị, thứ nhất, chương trình thứ nhất là chúng tôi sẽ có cái buổi múa lân và buổi diễn võ thuật, sẽ cho các em trong ban chứng kiến của chuyện như vai đảm trách, và sau đó thì chúng tôi sẽ có cái buổi văn nghệ nhạc sống cho ban nguồn sống đảm trách. Thưa quý vị, và thưa quý vị, trước khi mà bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin quý vị một vài phút để chúng tôi được xin giới thiệu của quý vị một cái người chúng tôi, một khách mời của chúng tôi đến hôm nay. Thưa quý vị, cái người này thì cũng hơi khá đặc biệt. Thưa quý vị, là tại vì người này mới vừa nhận một cái chức vụ cũng khá là quan trọng của Sanico, khi đó là District Director, nói là cái việc gọi là giám đốc điều hành của huyện Sanico và cái khu số 52. Thưa quý vị, cái người này thì rất còn trẻ, thưa quý vị, trẻ lắm và rất là như nào tính tình là phóng khoáng, dễ thương, bình dị và cũng hơi đẹp trai, tức là hơi bắt cách xương. Dạ thưa, xin quý vị, xin lên quý vị cho một tràng pháo tay thật to để mà chào đón anh Kim Nguyễn. Trước hết, Anthony xin cảm ơn cô Lisa và Access để mà mời Anthony tới đây để tham dự với mọi quý vị. Sau xin kính chào mấy bác, mấy cô, mấy chú và chúc mừng năm mới tất cả. Theo cô Lisa nói thì Anthony mới được nhiệm vụ là một giám đốc của ông dân biểu liên bang Scott Peters. Không biết quý vị có theo dõi chính trị trong San Diego không là không? Tại vì trong cái thang liên của San Diego của mình á, thì có tới 5 người trong cái dân biểu liên bang đó, còn ông Scott Peters là một người. Thì Anthony đã bắt đầu làm cho ổng năm 2013, và trước đó thì Anthony làm cho an sinh xã hội. Thì nếu quý vị nào có câu hỏi gì trong chương trình đó thì có gì lấy cả của Anthony là sau đó có thể tiếp tục nói chuyện. Mà Anthony làm ở đó 3 năm, và sau đó trong năm 2013 thì có cơ hội để đi làm cho ông Đinh Hiểu này, để mà Anthony có thể học hiểu thêm trong những cái chương trình của chính phủ quốc hội đó. Anthony là cha mẹ thì đi vượt biên, thì Anthony là qua bên Mỹ này là lúc khoảng 1 tuổi 6 tháng, thì cũng là rất là trẻ. Khi mà nhỏ thì cha mẹ là bắt nói tiếng Việt, đạo thì Công giáo thì cũng đi học giáo lý, thì trong đó thì cũng biết học hiểu thêm tiếng Việt của mình. Và sau đó thì cũng coi phim bộ đó, thì trong đó cũng biết tiếng Việt. Còn chị cả thì biết tiếng Việt thì hát karaoke cho nên mới biết, còn Anthony thì không hát cho nên không có biết. Mà cha mẹ thì lúc nào cũng nói là mình là người Việt cho nên cứ biết tiếng Việt, thì Anthony cũng tin nói cái đó trong lòng. Mục đích của Anthony tới đây nếu nói là hy vọng có thể chọc nước sẽ chia sẻ với mấy đứa mình kia, để cho họ biết cái sự quan trọng của người Á Châu của mình trong chính phủ. Tại vì nếu quý vị dành cho cộng đồng của mình không có người nào tại người Việt Nam, Á Châu thì có một người là ông Chris Kidd ở trong City Council, mà từ ngoài đó thì cũng không có rất là nhiều người trong chính phủ. Thì Anthony muốn nhắc nhở là khi cái tiếng nói của mình rất là quan trọng, thì hy vọng mai mốt này Anthony có thể trở lại để mà chia sẻ với quý vị thêm về cái chính trị và cái chính phủ của Can you hear everyone again? My name is Anthony Nguyen. I work for Congressman Scott Peters and was recently promoted to be his district director. And it's my pleasure to be here to wish Access and all of you here a happy new year. And I do have my business card later if you want to follow up and chat about any other issues that you may be interested in. But it's, again, my honor to be here, and looking forward to an amazing show. I do have a proclamation for you, just to thank you all for the work that you do here for Access, and to wish you all a happy new year and more success in the future to come. So, congratulations. Thank you. Xin cảm ơn Anthony rất nhiều đã đến với lại chúng tôi ngày hôm nay.
vực sông gió. Và chúng tôi rất mong là trong tương lai và các ngày rất gần đây thì sẽ cũng có dịp sẽ mời Anthony tới với nhóm để mình sinh hoạt với có thể một cái chương trình là đón thêm nhiều nhiên vấn đề theo khi mà ngắn hạn. Và hôm nay thì xin mời Anthony đến với tới giờ phút cuối cùng nha, nghĩa là tới là 8 giờ mới được ra nha. Thì cảm ơn Anthony rất nhiều. Dạ thưa quý vị, và bây giờ là giờ phút đã tới thưa quý vị. Chúng tôi xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho các em ở trong ban chánh kiến nè. Are you ready? Yeah.
4680 một phần quà cho Kimberly. Chúng ta
giải là nhưng mà bây giờ mình sẽ chỗ trước năm giải. Rồi. Cô ra con mấy con táo gì đây? Cô lái đò ngang đưa anh chàng linh thiêng lòng cô anh chuyển chuyển nhịp cái tay chèo cướp giọng hò reo trên dòng mà nước chảy con táo nó bơi còn bãi. Thì Huy có số 67 không ạ? Con số 67 rồi số gì nó trước đó? 4, 5, 6, 6, 7. Ai có 4, 6, 6, 7? Bỏ lại hai con đứa tên mà hy sinh mà đứa thầy tấn lực dùng tài mà dùng sức mới nuôi trẻ lớn con sức mẹ chẳng còn mà đành lìa tin nuôi hai con mà đừng nuôi thương mẹ mà làm chi ráng ở với gì tối hôm mà nương náu còn bốn mươi còn sao 40 còn sao còn một 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6 đó là cờ ra 4, 6, 4, 6. Ai thề rằng đến trong lòng anh bất sầu mong qua cuốn tân theo gió chiều tiếp em về đâu hãy trả lời lòng anh mấy câu tình gì với em trong thank you.
Thank you. Happy New Year. Muốn rượu là phải dơ cao lên. Mỗi mùa xuân cha mẹ nuôi gia thêm một tu bi. Mỗi mùa xuân chạm ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi mùa xuân tới trong trên mẹ bay như gió như sương bay qua đời con. Gió như sương bay người già. Mỗi về mùa tôi mẹ già như chuối chín cây. Gió lại mẹ rụng con phải mồ côi. Gió lại mẹ rụng con phải mồ Yeah.